sớm mai mùa xuân, bốn câu bốn hướng bắt đầu bằng chân phải trước. Bài này sẽ có hai chỗ tag. Chúng ta bắt đầu. Câu số 1. Nhấc 1 và 2, trọng tâm qua phải. 3 và 4, trọng tâm qua trái. Tư thế này chúng ta xoay 3 phần tư vòng theo chiều bên trái. Bước chân phải lên 5, 6, 7, 8. Kết thúc nhịp 8, chúng ta chuyển trọng tâm về phía bên phải. Chúng ta làm lại câu số 1. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 2 giống câu số 1, nhưng chúng ta sẽ đổi bằng chân trái. 2 và 2, 3 và 4. Tư thế này xoay 3 phần 4 vòng theo chiều bên phải, kết thúc ở hướng 12 giờ. 5, 6, 7, 8. Chúng ta thực hiện lại câu số 2. 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3. Bước chân phải lên, sử dụng bước xoay dần trẻ. 3, 2 ra sau, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Bước chân trái lên, sử dụng bước đổi chân. 5, 6, 7 và 8. Số 3. 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8. Câu số 4. Bước chân phải lên, sử dụng bước đổi chân, chuyển hướng 90 độ qua phải. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta đi bước trái không chuyển hướng. 5, 6, 7, 8, trượt điểm trên phải. Chúng ta thực hiện lại câu số 4. 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ thực hiện lại bài 4 hướng kết hợp với tag. Bài này có 2 lần đi tag, em sẽ chú thích ở dưới phần miêu tả. Bây giờ chúng ta bắt đầu với bài 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Chân nào chúng ta đạp xoay thì tay đó chúng ta sẽ lên cao. Chúng ta làm lại. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Hướng số 2. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Hướng thứ 3. 1 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 2 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 4, 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi đi hết hướng thứ 3 và hướng thứ 4, chúng ta sẽ có 4 nhịp tác.
5, 6, 7,